Rồi, xin chào các bác nhé. Video này tôi sẽ rao bán con xe này giúp khách hàng. Đây là con Hyundai Kona 2.0 AT đặc biệt, số VIN là 2020. Khách này mới xài có mấy tháng thôi, bây giờ có nhu cầu đổi một cái xe khác cho nên bán lại con xe này với mức giá bây giờ là 709 triệu. Có giảm cho các bác một chút ít lộc nhé. Nếu mà so với cái xe mới thì con xe này các bác mua sẽ được tiết kiệm khoảng 90 triệu đồng so với mua một cái xe mới, 90 triệu ha. Và đây là một con xe gần như là như mới, tại vì nó mới chạy có 2.700 km thôi, gọi là xe siêu lướt đấy. Cam kết là không đâm đụng, không thủy kích, không có làm gì, thậm chí là sơn á, là chưa có dặm tút, chưa làm gì hết. Con này nó chỉ bị một cái vết, đó là ngay cái mâm phía bên này nè. Mâm này và mâm phía sau nó có trầy một chút xíu, do khách ngày xưa lái yếu cho nên bị trầy xước một xíu thôi. $709 triệu nhé, con xe như mới. Xe thì còn bảo hành tới 2023. Đi thoải mái các bác, xe này là mua tại Hyundai Trường Chinh. Tôi đang quay lại tại Hyundai Trường Chinh luôn đấy. Các bác quan tâm thì cứ alo theo cái số trên tiêu đề nhé. Tôi sẽ đi một vòng cho các bác xem. Cái con này bây giờ tôi tháo biển số ra thì quay các bác cứ tưởng là xe mới thôi, tại vì nó y hệt như con xe mới mà. Con này là xài động cơ 2.0 hút khí tự nhiên, khoảng là 150 mã lực. Với cái hộp số là tự động 6 cấp. Xác xe thì nặng có 1.3 tấn thôi cho nên con này chạy rất là mạnh. 2.0 với cái xác 1.3 tấn này thì các bác chạy phố là dư thừa rồi đấy. Tiêu hao nhiên liệu tôi xem ở trong xe thì tầm khoảng 7,5 lít. Bản này thì option đầy đủ lắm nha. Cái bản này là công nghệ an toàn nó gần bằng với Santa Fe rồi đấy các bác. Chả thiếu cái gì cả. Con này thì thiết kế theo cái tiêu chuẩn châu Âu cho nên khi lùi á nó chỉ sáng có một đèn bên này thôi. Nhiều bác cứ tưởng là xe nó bị hư á, cái đèn phía bên này á thì nó là đèn sương mù phía sau. Màu đỏ, xe biển Sài Gòn, đuôi 39 thần tài luôn, biển số đẹp, bác nào ở Sài Gòn giữ nguyên biển số này xài. 709 triệu nhé. Như mới các bác à. Quay qua video thì các bác thấy y chang như xe mới, chả khác gì đâu. Nội thất bọc da màu đen hết nha. Xe này thì đã có phim cách nhiệt 3M. Bên trong thì đã có camera hành trình, có lốp sàn 5D. Mua về chỉ có chạy thôi, không có làm gì hết á. Mâm zin con này là kích thước 18mm nè. Đấy, lốp 235, xẹt 45, rồi 18. Lốp to thì con này nó có khả năng bám đường nó tốt. Có cảm biến áp suất lốp nha. Nguyên zin á, nguyên zin là có cảm biến áp suất lốp 4 phanh đĩa. Gầm cao 17cm. Gương thì có sấy nha, chỉnh điện gập điện và có luôn cảnh báo điểm mù trên gương nè. Đèn đóm con này là đèn đầu là đèn LED nha, cốt pha là đèn LED hết. Đèn cốt pha LED nha, trên này LED 3 ngày, dưới này có đèn sương mù halogen nè. Có luôn cái đèn chiếu góc cho các bác. Con này đèn tự động, gạt mưa tự động. Mới toanh nè. Đấy, chỉ có bị một cái vết xước bên ngay cái mâm này và mâm sau kia, xước chút xíu thôi, để ý mới thấy. Còn chưa sơn, chưa giảm tút cái gì hết á. Động cơ thì khỏi phải coi luôn, còn mới quá các bác. Bảo hành chính hãng tới 2023 mà. Bản này thì cái ghế lái chỉnh điện được 10 hướng nè. Đấy, mới nổ máy cho các bác xem. Rồi bây giờ giới thiệu tiếp trong cái khoang lái con này. Cái này là do khách hàng gắn thêm này. Thực ra tôi không khuyến khích khách hàng gắn thêm cái này đâu. Bỏ cái này ra nó cũng chả đi phai màu gì cái táp lô đâu các bác. Chả sao, những đôi gắn cái này thì nó che mất cái túi khí kìa. Túi khí không nổ được. Nên cái này thì cũng không khuyến khích ha. Đây vô lăng, bọc da hết nha. Con này có 3 chế độ lái cho các bác đấy. Các bác nhìn trên cái màn hình này sẽ có các cái chế độ lái này. Đấy, Eco là tiết kiệm, Sport, thể thao, Comfort, có 3 chế độ lái. Vô lăng thì trợ lực điện, điều chỉnh được 4 hướng nha.
màn hình nguyên zin nè, 7 inch, có bản đồ nha. Bản đồ này các bác cứ vào đại lý sẽ được update miễn phí 6 tháng và update miễn phí 1 lần. Có cảnh báo tốc độ trên này hết. Có kết nối được Apple CarPlay luôn. Cảm ứng trên này cũng được nè. Hoặc là không thì các bác cứ bấm các cái nút này nè, nút cơ cũng xài cũng được. Bluetooth nghe nhạc là thoải mái nha, xe có 6 loa. Cái này là theo xe thì tặng cho khách luôn. Gương chống chói tự động. Điều hòa tự động một vùng ha. Xe thì sấy kính trước, sấy kính bên, sấy kính sau, sấy đủ kính hết á. Cần số này các bác, có chế độ bán tự động ha. Có hỗ trợ xuống dốc và có hỗ trợ khởi hành ngang dốc luôn. Có cái nút tắt cảm biến. Phanh tay là phanh cơ. Chìa khóa đây các bác. Như mới các bác ha. Đây, các bác nhìn cái ghế này. Đấy, bây giờ khách đổi xe thì bán lại con này 709 triệu. Đấy vậy thôi, con này cũng chả có gì để coi các bác à. Như mới vậy đó. Tiết kiệm được 90 triệu so với xe mới. Và nếu các bác ở Sài Gòn thì được giữ luôn cái biển số đẹp, biển 39 Thần Tài. Nhá, cái xe này là không cần phải làm gì hết, mua về là đi thôi. Tại vì phụ kiện nó lên đầy đủ hết rồi. Các bác nếu mà quan tâm muốn mua con xe này thì cứ alo theo cái số trên tiêu đề nha. Cái số tôi đọc luôn, cái số này 0868117575. Nha, xe cam kết không đâm đụng, không thủy kích. Còn bảo hành tới 2023, không bị một vấn đề gì hết, bị mỗi cái chuyện mà xước cái mâm bên kia thôi, xước nhỏ thôi nha. Đấy, báo cáo cho các bác là tình hình nó như vậy. Còn lại nguyên zin, sơn là không dặm không gì luôn. Xe mua tại Hyundai Trường Chinh. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi. Tôi ngắt cái video tại đây.